Các sự phước tùy hỷ đã làm cũng không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Sự phát tâm hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột cũng không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Trong đó Đại Bồ Tát khi tu hành, hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán thế này. Công đức thiện căn của chư Phật và chúng đệ tử trong quá khứ, tánh đều đã diệt. Các sự nghiệp tùy hỷ phước đã làm, sự phát tâm hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, tánh đều tịch diệt. Nếu ta đối với công đức thiện căn của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và chúng đệ tử ấy mà thủ tướng phân biệt, và đối với các sự nghiệp phước đức đã tùy hỷ cùng làm, sự phát tâm hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột mà thủ tướng phân biệt, dùng thủ tướng phân biệt ấy làm phương tiện phát khởi hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì chư Phật Thế Tôn đều không hứa khả. Vì sao? Vì đối với chư Phật Thế Tôn và chúng đệ tử đã diệt độ mà thủ tướng phân biệt tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột là có sở đắc lớn. Vì vậy, nên Đại Bồ Tát muốn đối với công đức thiện căn của chư Phật và chúng đệ tử phát khởi sự tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột một cách đúng đắn, thì chẳng nên ở trong đó khởi lên cái hữu sở đắc thủ tướng phân biệt tùy hỷ hồi hướng. Nếu ở trong đó khởi lên cái hữu sở đắc thủ tướng phân biệt tùy hỷ hồi hướng, thì Phật chẳng nói những người kia có lợi lớn. Vì sao? Vì tâm tùy hỷ hồi hướng như vậy là vọng tưởng phân biệt, xen lẫn độc dược. Thí như có thức ăn, tuy đủ mùi vị, màu sắc ngon lành, nhưng có lẫn độc dược, người ngu không biết, tham lam lấy ăn, tuy lúc đầu vừa ý, hoan hỉ, khoái lạc, nhưng sau thức ăn tiêu hóa bị chịu các khổ hoặc suýt chết hoặc mất mạng. Loại bổ đặc già la như thế là chẳng khéo thọ trì, chẳng khéo quán sát, chẳng khéo đọc tụng, chẳng biết rõ nghĩa, mà bảo với chủng tánh đại thừa: đến đây thiện nam tử, ngươi đối với tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác ở quá khứ, vị lai và hiện tại, từ sơ phát tâm cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, chuyển pháp luân nhiệm màu độ vô lượng chúng sanh, đã nhập vô dư y niết bàn cho đến khi pháp diệt, ở khoảng giữa ấy, hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm, khi tu hành Tịnh Lự, Tinh Tấn, An Nhẫn, Tịnh Giới, Bố Thí Ba La Mật Đa, hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm, khi trụ pháp không nội, hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm, khi trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm, khi trụ chân như, hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm, khi trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm, khi trụ thánh đế khổ. Hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm, khi trụ thánh đế tập diệt đạo. Hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm, khi tu bốn tịnh lự. Hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm, khi tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm, khi tu tám giải thoát. Hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm, khi tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm, khi tu bốn niệm trụ. Hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm, khi tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm, khi tu pháp môn giải thoát không. Hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm, khi tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm, khi tu năm loại mắt. Hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm, khi tu sáu phép thần thông. Hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm, khi tu mười lực Phật. Hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm, khi tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm, khi tu pháp không quên mất. Hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm, khi tu tánh luôn luôn xả. Hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm, khi tu trí nhất thiết.
hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm, khi tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm, khi tu tất cả pháp môn Đà La Ni, hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm, khi tu tất cả pháp môn Tam Ma Địa, hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm, khi nghiêm tịnh cõi Phật, hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm, khi thành tựu hữu tình, hoặc giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn, và tất cả vô số vô lượng vô biên công đức khác của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, hoặc tất cả thiện căn hữu lậu vô lậu của đệ tử Phật, hoặc công đức của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đã, sẽ và đang thọ ký cho quả vị độc giác, trời, người, vân vân, hoặc thiện căn đã chứa nhóm, sẽ chứa nhóm, đang chứa nhóm của trời rồng, dược xoa, kiền đạt phược, a tố lạc, yết lộ trà, khẩn nại lạc, mạc hô lạc già, nhân phi nhân, vân vân. Hoặc thiện căn đối với các công đức phát khởi tùy hỷ hồi hướng của thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, tất cả như thế đều nhóm tụ lại, cân nhắc suy lượng hiện tiền tùy hỷ, cùng với tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Sự tùy hỷ hồi hướng đã nói như thế là dùng hữu sở đắc thủ tướng phân biệt làm phương tiện, như thức ăn lẫn chất độc, trước lợi sau hại, cho nên đây chẳng phải là thiện tùy hỷ hồi hướng. Vì sao? Vì dùng hữu sở đắc thủ tướng phân biệt mà phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng, có nhân, có duyên, có tác ý, có hí luận, chẳng tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì nó có lẫn chất độc, tức là hủy báng Phật, chẳng theo lời Phật dạy, chẳng theo pháp đã nói, chủng tánh bộ đặc già la của Bồ Tát chẳng nên theo điều đã nói đó mà tu học. Vì vậy nên thưa Đại Đức, nên nói Bồ Tát thừa trụ như thế nào? Các thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, nên đối với công đức thiện căn tùy hỷ hồi hướng của Như Lai ứng chánh đẳng giác và chúng đệ tử trong quá khứ, vị lai, hiện tại ở mười phương thế giới đó là các đức Phật ấy, từ sơ phát tâm đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, truyền pháp luân nhiệm màu độ vô lượng chúng sanh, đã nhập vô dư y niết bàn cho đến pháp diệt, ở giữa khoảng ấy, hoặc các thiện căn đã chứa nhóm khi tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc các thiện căn đã chứa nhóm khi tu Tịnh Lự Tinh Tấn An Nhẫn Định Giới Bố Thí Ba La Mật Đa, hoặc các thiện căn đã chứa nhóm khi trụ pháp không nội, hoặc các thiện căn đã chứa nhóm khi trụ pháp không ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, hoặc các thiện căn đã chứa nhóm khi trụ chân như, hoặc các thiện căn đã chứa nhóm khi trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, hoặc các thiện căn đã chứa nhóm khi trụ thánh đế khổ, hoặc các thiện căn đã chứa nhóm khi trụ thánh đế tập diệt đạo, hoặc các thiện căn đã chứa nhóm khi tu bốn tịnh lự, hoặc các thiện căn đã chứa nhóm khi tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc các thiện căn đã chứa nhóm khi tu tám giải thoát, hoặc các thiện căn đã chứa nhóm khi tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, hoặc các thiện căn đã chứa nhóm khi tu bốn niệm trụ, hoặc các thiện căn đã chứa nhóm khi tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc các thiện căn đã chứa nhóm khi tu pháp môn giải thoát không, hoặc các thiện căn đã chứa nhóm khi tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, hoặc các thiện căn đã chứa nhóm khi tu năm loại mắt, hoặc các thiện căn đã chứa nhóm khi tu sáu phép thần thông, hoặc các thiện căn đã chứa nhóm khi tu mười lực Phật, hoặc các thiện căn đã chứa nhóm khi tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, hoặc các thiện căn đã chứa nhóm khi tu pháp không quên mất, hoặc các thiện căn đã chứa nhóm khi tu tánh luôn luôn xả, hoặc các thiện căn đã chứa nhóm khi tu trí nhất thiết, hoặc các thiện căn đã chứa nhóm khi tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc các thiện căn đã chứa nhóm khi tu tất cả pháp môn Đà La Ni, hoặc các thiện căn đã chứa nhóm khi tu tất cả pháp môn Tam Ma Địa, hoặc các thiện căn đã chứa nhóm khi nghiêm tịnh cõi Phật, hoặc các thiện căn đã chứa nhóm khi thành thục hữu tình, hoặc giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát tri kiến uẩn, và tất cả vô số vô lượng vô biên công đức khác của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, hoặc tất cả thiện căn hữu lậu vô lậu của đệ tử Phật, hoặc công đức của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đã, đang, sẽ thọ ký cho quả vị độc giác, trời, người, vân vân.
Hoặc các thiện căn đã chứa nhóm của trời rồng dược xoa, kiền đạt phược, a tố lạc, yết lộ trà, khẩn nại lạc, mặc hô lạc giả, nhân phi nhân, vân vân. Hoặc thiện căn đối với các công đức phát khởi tùy hỷ hồi hướng của thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân trụ Bồ Tát thừa đối với công đức thiện căn đó phát khởi tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột như thế nào? Cụ thọ thiện hiện thưa: Thưa đại sĩ, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân trụ Bồ Tát thừa tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu muốn chẳng hủy báng chư Phật Thế Tôn khi phát tâm tùy hỷ hồi hướng thì nên nghĩ thế này: Như chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, dùng Phật trí vô thượng hiểu rõ, biết khắp các thiện căn công đức, có loại như vậy, có thể như vậy, có tướng như vậy, có pháp như vậy, để mà tùy hỷ, ta nay cũng nên tùy hỷ như thế. Lại như chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, dùng Phật trí vô thượng hiểu rõ, biết khắp, nên dùng các sự nghiệp phước đức như thế, hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Ta nay cũng nên hồi hướng như thế. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân trụ Bồ Tát thừa đối với thiện căn công đức của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác và các đệ tử nên khởi sự tùy hỷ hồi hướng như thế. Nếu khởi sự tùy hỷ hồi hướng như thế thì tức là chẳng hủy báng Phật, theo lời Phật dạy, theo pháp Phật nói. Đại Bồ Tát ấy, tâm tùy hỷ hồi hướng như vậy chẳng lẫn chất độc, cuối cùng đạt đến quả vị giác ngộ cao tột ngọt ngào. Lại nữa thưa đại sĩ, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân trụ Bồ Tát thừa tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với thiện căn công đức của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác và các đệ tử nên khỏi sự tùy hỷ hồi hướng như thế này: Như sắc chẳng đọa dục giới, sắc giới vô sắc giới, đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như thọ tưởng hành thức chẳng đọa dục giới, sắc giới vô sắc giới, đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như nhãn xứ chẳng đọa dục giới, sắc giới vô sắc giới, đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đã chẳng đọa tam giới, thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như sắc xứ chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đã chẳng đọa tam giới, thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như nhãn giới chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đã chẳng đọa tam giới, thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như nhĩ giới, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như tỷ giới chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như thiệt giới chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như thân giới chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như ý giới chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như pháp giới, ý thức giới và ý xúc
cùng các thọ giác ý xúc làm chuyên sanh ra, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như địa giới, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như thủy hỏa phong không thức giới, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như vô minh, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như bố thí ba la mật đa, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như pháp không nội, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như chân như, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như thánh đế khổ, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như thánh đế tập diệt đạo, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như bốn tịnh lự, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như tám giải thoát, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như bốn niệm trụ, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như pháp môn giải thoát không, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như năm loại mắt, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như sáu phép thần thông, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như mười lực Phật, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy.
như bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như pháp không quên mất, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như tánh luôn luôn xả, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như trí nhất thiết, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như tất cả pháp môn Tam Ma Địa, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như giới uẩn, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như dự lưu quả, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như nhất lai quả, bất hoàn quả, a la hán quả, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như quả vị độc giác, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như các hạnh đại Bồ Tát, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Như quả vị giác ngộ ca tột của chư Phật, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đã chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như vậy. Vì sao? Vì như các pháp ấy tự tánh là không, nên chẳng đọa tam giới, chẳng phải thuộc về ba đời, tùy hỷ hồi hướng cũng lạ như vậy. Đó là vì chư Như Lai ứng chánh đẳng giác tự tánh là không, nên chẳng đọa tam giới, chẳng phải thuộc về ba đời. Vì công đức của chư Phật tự tánh là không, nên chẳng đọa tam giới, chẳng phải thuộc về ba đời. Vì thanh văn độc giác và trời người vân vân tự tánh là không, nên chẳng đọa tam giới, chẳng phải thuộc về ba đời. Vì các thiện căn ấy tự tánh là không, nên chẳng đọa tam giới, chẳng phải thuộc về ba đời. Vì tùy hỷ ấy tự tánh là không, nên chẳng đọa tam giới, chẳng phải thuộc về ba đời. Vì pháp sở hồi hướng tự tánh là không, nên chẳng đọa tam giới, chẳng phải thuộc về ba đời. Vì người năng hồi hướng tự tánh là không, nên chẳng đọa tam giới, chẳng phải thuộc về ba đời. Nếu đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì biết như thật sắc chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Biết như thật thọ tưởng hành thức chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì các pháp sắc vân vân tự tánh bất sanh. Nếu pháp bất sanh thì không có sở hữu, chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia mà tùy hỷ hồi hướng cái không có sở hữu. Nếu đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì biết như thật nhãn xứ chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Biết như thật nhĩ tỷ thể thân ý xứ chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa tam giới thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp nhãn xứ vân vân tự tánh bất sanh. Nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia mà tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. Nếu đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì biết như thật sắc xứ chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Biết như thật thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện,
hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp sắc xứ vân vân tự tánh bất sanh, nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. Nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa thì biết như thật nhãn giới chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới, biết như thật sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại, nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp nhãn giới vân vân tự tánh bất sanh, nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. Nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa thì biết như thật nhĩ giới chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới, biết như thật thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại, nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh sự tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp nhĩ giới vân vân tự tánh bất sanh, nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. Nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa thì biết như thật tỷ giới chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới, biết như thật hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại, nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp tỷ giới vân vân tự tánh bất sanh, nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. Nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa thì biết như thật thiệt giới chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới, biết như thật vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nếu chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại, nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh sự hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp thiệt giới vân vân tự tánh bất sanh, nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. Nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa thì biết như thật thân giới chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới, biết như thật xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại, nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp thân giới vân vân tự tánh bất sanh, nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. Nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa thì biết như thật ý giới chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới, biết như thật pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại, nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột.